Dạ thưa các bạn thì hôm nay ngày hôm qua Vũ Chiến ghé anh Chí thì Vũ Chiến nói cuộc tình của anh Chí á, thì bữa nay anh Chí anh nói là bữa nay anh xuống Chị Châu mà sáng giờ anh xuống rồi mà anh gọi Vũ Chiến bận quá, Vũ Chiến chưa có xuống kịp, bây giờ Vũ Chiến xuống xuống đây cũng gặp hai người nè. Hello Nhung, con Phương ăn cơm chực đồ không? Dạ mấy cơm hả? Wow, hấp dẫn rồi ta. Trai phải không? Nó chơi chứ này, chị Châu làm cho anh Chí không đó anh. Trời ơi. Chị Châu thì ăn tương. Chị Châu ăn tương, tép rang. Đó. Giò heo hầm đu đủ. Thịt ba rọi chiên. Sung sướng vậy đó mà ông nghĩ làm sao mà ông còn chê là làm sao nữa không chị? Ủa chị đang cơm hả chị? Dạ. Trời ơi, đang cơm quay hình ngại quá. Không, nói chung là không phải là chê khen gì, tại bữa trước là hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Hiểu lầm là người đàn ông đó tới uống nước, tới đâu mang chay, là mình là kẻ thứ ba bước vô chen vô, người ta không có hạnh phúc, cho nên là mình rút quân, à. Mình mới nói cái lời đó. Vậy đó. Làm tổn thương. Tổn thương ông chứ nữa, ông nói mấy cái kênh kia ông nói vậy quá trời quá đất luôn. Em xin lỗi em ơi Châu. Xin lỗi gì, lỗi phải gì? Rụt tôm, thơm phức không trời? Rụt thơm phức trời. Ồ, ghê. Rồi sao chị Châu, ảnh xuống sáng giờ ảnh nói gì? Ảnh sáng giờ ảnh xuống là ảnh đòi ở dưới đây cho anh ở đây. Dạ. Còn đây nắm tay đi lên thành phố sống. Dạ. Anh kêu gì đó. Dạ không có tiền đám cưới, hai đứa mình bay luôn cho rồi em ơi. Chứ đây chờ đợi giờ em chịu hết nổi rồi. Vậy chứ hồi giờ tránh nói khác nữa à? Không. Nói này bây giờ quyết định làm một mực à, chứ không có hai mực nữa. Ừ. Quyết định bên đây. Giờ là sáng sớm chạy, sáng sớm gọi em là chạy xuống đây luôn rồi đó, đúng không? Sáng sớm là chạy đây luôn đó. Rồi sáng giờ là gì, cơm dưng nước rót đồ đầy đủ rồi phải không? Rồi, còn kỳ tay kỳ giò nữa. Dạ, giờ dạ, này quá tốt. Đâu? Đó. Bóng lưỡng rồi nè. Trời ơi. Chỉ vô trà chanh đó. Chắc già chắc hết 1 ký chanh nè. Không, có 2 ký à. Mặt chân nó gà đẹp không? Mặt chân luôn hả? Ừ. Đúng rồi. Hồi đó giờ chưa thấy người vợ nào tốt như... Vợ gì, vợ chưa cưới vợ gì? Nó vợ trước đi mà, nó đại đi. Đòi bẻ mận hay đào hoài. Thì nói trong này gần rơm thì nó phải cháy nữa. Hôm qua em đã thông kinh mạch anh vậy được không? Qua đã. Nói gì đâu không à. Hồi thì nói vậy, hồi nói khác. Bây giờ thưa quý vị các bạn thì bây giờ mình đi vòng vòng sơ sơ mình quay, mình tham quan cái nhà của chị Châu cái ha. Đúng rồi, dạ, ok đi quay đi. Tôi biết gì đâu tôi đi. Chị dùng cơm đi chị, dùng cơm no đi rồi chị dẫn em tham quan cái nhà cái tí. Buồn hả? Em buồn, chưa được cưới hỏi này. Muốn, buồn gì? Muốn sống chung với em này, đang lo cho mẹ con em chồng gãy chồng em chăng luôn. Dạ. Hết với cái canh giường này luôn. Dạ. Ngày mai em sẽ về tránh ăn chiếc một chục buổi xa xuống trở lại chồng giáp nhà này luôn. Chuyện nữa có xa ăn với bán luôn em ơi. Vậy chăn, đó hả? Tới chăn nuôi đây là dạ. Giáp giường này luôn. Cho anh em mình cũng xuống có gà vịt nè. Đâu gà vịt đâu? Chưa nuôi. Đây này mọi người, cái chỗ cái quán này là chị Châu nói là sửa lại để chị Châu buôn bán á, đằng trước cũng có xe nước mía nữa kìa. Mà cái quán này giờ nó hư hết trơn rồi nè. Ồ, cái tivi bên đó chắc cũng hư luôn rồi đó. Hư rồi, chơi. Chơi. Rồi, xuống nhà vợ chồng. Chị Châu. Bây giờ nếu mà không bên đàn trai không cứ hỏi gì chịu không? Em hỏi thiệt. Chịu luôn hả? Ở đây đó. Nó vậy thì thôi chứ. Nhưng mà mình cũng làm cái thiệt nhỏ nhỏ ra mắt ha. Về gán nuôi hai ba con vịt nó bự đi tới ba con vịt nó mần lên nấu cháo được rồi. Ba con vịt đó tôi năm sau nó chơi bự nó mới lớn gì hết rồi. Thì ông nuôi chừng nào con vịt nó bự ông mới cưới được chứ. Nổi. Chứ giờ lấy gì là lấy gì đãi. Làm sao mà chịu đựng nổi. Thì ông làm xong vịt nó mau lớn được hả? Không, chịu đâu. Ừ. Anh có lên chạm mua ăn vịt khác xuống tay nó. Không, hãy hãy thông minh. Ừ. Mua ban vịt khác thế. Giờ từ đây tháng 7 phải không? Anh phải tìm hiểu chị Châu hết tháng 7 đầu 8 mới cưới. Tháng 7 là thường thường người ta ít có cưới hỏi phải không? Dạ, tháng du lan. À. Đó, giờ là cho thời gian 1 tháng nó tìm hiểu đó. Được chưa? Chị đi em đi tham quan cái nhà cái. Hôm nay thấy anh chị đi em chứ. Đây là cái quán cũng còn bán nước ha. Ở trên đây nhà trên hả chị? Nhà trên đây hả? Cái này người ta là gọi là gì? Ông tà gì đó phải không? Đàn thông thiên. Sao có cái cục này nè? Cục
Cục đá là để cái nền tảng ông thằng Tây thấu địa. Vâng, em cũng không rành, chỉ có anh rành thôi chứ em cũng nói đại á. Ồ, chỉ thờ không có biết đâu. Chỉ thờ quá trời nhiều luôn kìa. Đây bên đây là bé trai đợt đó đã bị điện nó giật đó hả chị? Dạ, đợt đó nó mất, nó 21 tuổi. Dạ. Ồ, cái này là thờ thờ mẹ hả chị? Dạ. À, bà chú á, mấy chị cô đây là bà 10 cô đó. 10 cô. Bà chú Nguyễn Nhung với 10 cô, chư vị sinh thành Nam Đông Mỹ Núi á. Dạ. Tại vì nguyện giới thờ bả mình mới khỏe mạnh. Dạ. Bên kia là mẹ Quan Âm. Dạ. Nhà mình đằng sau rộng không chị? Có mười mấy thước rồi. À. 13 thước rồi. Ủa, chị Châu biết may đồ nữa gì vậy? May đồ nhà vẫn nha. Dạ. Rồi quá ngon anh chị ơi. Áo anh sức tỉ với đường tà. Hôm nay vợ anh đã có. Có người khâu rồi. Lúc trước thì chưa có người khâu. Vậy là hôm nay là chị Châu chỉ nói là khỏi cần đám cưới cũng được nữa mọi người, nhưng mà chỉ còn có tiệc nhỏ ra mắt bà con hàng xóm á, cái phần đó mình lo được không chị? Đó, em cũng xin bên mạnh thằng quân của mấy anh đây giúp đỡ cho em, chứ em giờ cũng hết khả năng rồi. Dạ. Yeah. Bữa hôm thấy sắm vàng để dành mấy cây vàng đó mà. Rồi đó, bữa hôm hai cái gì ấy xì dầu xuống cho 1 triệu rồi mua trước đó 970 tặng cho em tính làm nhẫn cưới. À, mà em không bằng làm về bán đi công tác không ngày hết luôn rồi. Trời đất ơi. vậy là tặng gì chị không nhận? Nhưng mà không nhận rồi về bán luôn. Trời ơi, vậy là bữa nay đâu có đi bán hả chị Châu? Dạ. Bữa nay bán nước mía thì trời nắng em bán nước mía, qua trời mưa bán sợ ôm. Bán nước mía là một ly là bao nhiêu tiền? Ly bự 10.000, ly nhỏ 5.000. Dạ. Người ta mua bịch thì cũng bán bịch 10.000 luôn. Nếu mà cái đường này thì bán một ngày, nếu mà đông nhất là một ngày bao nhiêu ly chị? Theo như mà bán mình lẫm trang trí ngon lành là bán ngày cũng được cả 100.000 hơn 100.000. À, 100.000 tiền nước mía. Vậy là mai mốt anh Chí về đây anh Chí trồng mía. Nhưng mà trồng mía, trồng chuối đủ thứ đó. Dạ. Thôi giờ hôm nay mình thấy anh Chí anh cũng vậy là mình mừng rồi đó mọi người ơi. Chứ bữa hổm thì ổng lúc nắng lúc mưa lúc xìu ảnh ảnh. Chứ hổm gà là cũng hiểu lầm em đây cho nên là... Hiểu lầm là sao bữa hổm chị kể em nghe coi chị Châu. Em cũng tức... Em bán cà phê nước mía vậy nè thì... Ừ. Cũng như em ta vô người ta uống nước người ta nằm giỏng đó thì ba mẹ con đang ăn cơm đây. Dạ. Rồi cái ảnh vừa xuống tới mấy cửa thì người ta thấy mình ăn cơm thì người ta lại ngồi từ giờ mình ăn cơm gì á. Dạ. Ngồi á. Dạ. Và vậy cái ảnh cũng bước vô thì bình thường mà ảnh nghĩ là người đó là ăn cơm chung mình mà đâu ăn đâu mà ngồi uống nước mà. Trời ơi. Thì đó tính là bạn trai mình không muốn làm người thứ ba. Rồi sao anh không hỏi? Anh không hỏi Châu ơi đây là ai? Hỏi em sao em ngại em nói không được. Trời đất. Vậy là dẫn chiếc xe đạp thui thui về luôn. Nhưng mà dẫn ra lộ chạy về cái tốt liền. Là để cho cuộc tình em được hạnh phúc chứ tài ba nó gắt gói lắm. Tình chỉ đẹp hai người trong cuộc hả? Đúng rồi. Tình mất vui khi trong cuộc có ba người. Đúng rồi. Vậy là chạy về một cái ịt một cái luôn tới chạy luôn. Quốc mạng tô một tới chạy luôn. À. À. Vậy đó mà hôm nay vậy hiểu lầm đó chị Châu, cứ nói em hoài nói chị là chị đã có người yêu khác rồi nên là anh không có dám tiến tới nữa đằng kia. Đúng vậy, làm tổn thương em nay quá. Đó. Cho nên giờ xin lỗi em hết đời này luôn. Xin lỗi hết đời là sao? Cũng như là em bằng lòng tha thứ cho anh sẽ lo cho em hết đời này. Câu này nói hoài luôn ạ. Mà thấy có làm được đâu. Làm cho người ta khổ người ta khóc hoài luôn kìa. Chưa có cậu hôn cưới hỏi về đây ở nè. Cho nên là mới làm đau lòng em. À. Về đây ở là cho em thoải mái, tự do. Rồi. Hứa rồi nha. Cái lời này là lời nói đầu mà cũng là lời nói cuối. Chắc cú phải không? Chắc cú không nói nữa. Dạ. Ồ, nhà này quá trời dừa luôn nè. Ủa mấy cái dừa này dừa nhà mình hết chị Châu? Rồi cái bên cái clip bên kia là của ai? Cái clip mít bên kia của ai? Mít đó bên bản của ta. Dạ, trộn con dừa trái nè. Đã luôn. Của mình là ta qua tới cái mí bờ ganh nhỏ đó đó. Dạ. Tới mí bờ ganh nhỏ ở bên kia. Nó có trồng cây nhỏ đó. Dạ.
Cái này nữa về anh trồng trồng mía đây nè anh chí ha. Trồng mía. Mía chuối là dãy trên kho mà mía dạ. Ngâm xuống nước. Dạ. Dẹp không có người dọn dẹp. Đúng rồi, không có người dọn dẹp nữa. Không. Con em nó không có bài không chứ nó không có dọn dẹp. Dạ. Mình thì đi tối ngày đi. Đi buôn bán tối ngày mà bán đâu. Tiền không. Dạ. Cái tối thui gì cái tối thui. Để mà mong cái này nó lùi xuống dưới cho nó chống cho nên mình trồng rẫy. Đúng rồi. Cái phần bên đây nữa nè, phần bên đây mình mới đầu sửa lại hết. Rồi, dạ thưa với các bạn, thì bữa nay Vũ Chiến xuống đây thì nghe anh Chí nói vậy, chị Châu nói vậy thì Vũ Chiến cũng mừng rồi. Mà bữa nay Vũ Chiến vô nhà của chị Châu thấy chị thờ được quá nhiều luôn, thờ mẹ, thờ Phật. Rồi, dạ thưa với các bạn, thì video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Xin chào hết quý vị. Xin chào.